Xin chào chị và các bạn. Thì hiện tại Phượng đang có mặt tại dự án Golden Bay 602 Cam Ranh. Và trong video ngày hôm nay, Phượng sẽ xin review đến các anh chị về chi tiết từng khu vực của dự án Golden Bay 602 Cam Ranh mình nhé. Và chi tiết rõ về từng lô, từng lóc, từng vị trí về tiến độ dự án hiện tại là đang hoàn thành tới giai đoạn nào rồi nha các anh chị. Và xin mời các anh chị theo chân Phượng để cùng đi tham quan tiến độ dự án nha. Xin mời ạ. Hiện tại vị trí Phượng đang đứng đây chính là vị trí của khu D nha các anh chị. Và đối diện với khu D của mình đó chính là dãy Resort Vegas đang trong cái quá trình thi công và xây dựng nha các anh chị. Đây là cái dãy Resort Vegas. Và phía trước đây chính là khu vực khu D, các lóc ở khu D ạ. Khu D cũng gần như là khu trung tâm đối với dự án Golden Bay 602. Và về vị trí thì nằm ở mặt trước gần với đại lộ Nguyễn Tất Thành. Và trục đường ở tại khu dê này đây chính là trục đường 20m nha các anh chị. Và trục đường 20m này là đã xong cái việc rải nhựa và hoàn thành các vỉa hè trồng cây xanh và ngay cả trồng các trụ điện phân lô đã rất là rõ ràng rồi. Đây rất là đẹp luôn nha các anh chị. Và hiện tại trên trục đường 20m này thì cái mức giá dao động tầm từ 24 cho tới 25 triệu một mét. Và tùy hướng đông nam hoặc là hướng tây bên này ạ. Các dãy bên này. Đây, các anh chị có thể nhìn qua một lượt ạ. À. Nói liền với các lóc khu dê của mình đó chính là hồ cảnh quan lớn nha các anh chị. Đây, các anh chị đi thẳng theo trục đường này xuống một xí sẽ là hồ cảnh quan lớn. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau xuống dưới đó để xem về cái tiến trình của hồ cảnh quan lớn đã thi công tới giai đoạn nào rồi nha các anh chị. Đây thì vị trí hiện tại Phượng đang đứng đây là vị trí trung tâm của dự án Golden Bay 602. Đó là vị trí giữa phía mặt trước là khu dê, tất cả những lô thuộc khu dê. Đây nha các anh chị, đã xong phần hạ tầng về đường, đã đổ nhựa nè, đã có cây xanh, này hoàn thiện cái việc trồng cây xanh lên các trục đường và trồng các trụ điện là ở thuộc về khu dê là đã hoàn thiện nha các anh chị. Và đây phía bên này chính là cái vị trí hồ cảnh quan trung tâm của dự án Golden Bay 602. Thì riêng hồ cảnh quan này là đã hoàn thành xong việc nạo vét và bây giờ là đang tiến hành thi công các cái bờ kè xung quanh của hồ. Đây nha các chị, hồ cảnh quan lớn. Và phía sau hồ đó chính là lóc C. Thì riêng khu C của mình thì các block ở khu C đang trong cái tiến trình thi công cũng giống như ở bên khu B. Các anh chị có thể ngắm qua một lượt thì vị trí view hồ cảnh quan là vị trí rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất của dự án bởi vì nằm ở vị trí giữa và view hồ cảnh quan thì làm cho cái ngôi nhà của anh chị sau này mình xây lên rất là thoáng, rất là mát luôn, không cái vị trí nào bằng cái vị trí chỗ này hết và rất là yên tĩnh, không phải là nằm ở mặt tiền đường lớn thì hạn chế tiếng ồn từ xe cộ chạy qua chạy lại thì hạn chế được tiếng ồn, ở trong này rất là yên tĩnh đó. Không khí đảm bảo không có bụi như là ở mặt tiền đường lớn đó. Rồi xin mời các anh chị sẽ đi tham quan khu tiếp theo. Mình đi tham quan khu F và khu Y nhé. Và vị trí hiện tại Phượng đang đứng đây chính là vị trí của khu F nha các anh chị. Thế mà trước của mình vẫn là dãy resort và đang trong tiến trình thi công xây dựng ạ. Đây, trên này sẽ là khu F6, F5. Là nằm ở thuộc về khu trên này. Đây. Ranh giới giữa khu F này với khu D ở khu D ở trung tâm đó chính là trục đường 24m nha các anh chị. Trục đường dọc 24m nối thẳng từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đi thẳng vào bên trong đâm xuyên qua dự án là trục đường 24m nằm ở vị trí chỗ này ạ, ngay chỗ đỉnh tây của Phượng nha các anh chị. Đây. Thì cũng giống như ở khu D thì các khu mặt trước thì cũng đã hoàn thành xong cái phần hạ tầng đường, đã hoàn thiện xong việc đổ nhựa và có vị hi trồng cây xanh và trồng trụ phân lô giữa các lô. Phần chia là ranh giới giữa các lô ạ. Đây. Thì riêng khu F của mình thì có công viên nha các anh chị. Đối với khu D và khu C ở giữa là hồ cảnh quan lớn, nhưng mà riêng khu F và khu Y thì ở giữa chính là công viên. Đây, thì đây là công viên nha các anh chị. Đây là công viên và ở đây có hai cái công viên. Một là công viên lớn ở khu F, nằm ở khu F và đi vào bên trong một xí nữa là công viên nhỏ nằm ở khu Y. Thì đây là hiện tại đây là vị trí này là vị trí của công viên lớn ạ. Đây công viên lớn nha các anh chị. Đây. Bên cạnh của khu F ở phía bên trong á, mặt bên trong của khu Y với khu F này, các anh chị đi thẳng vào phía bên trong này này, thì sau này sẽ hình thành là trung tâm thương mại và dịch vụ nha các anh chị. Và tiếp theo sẽ là trường tiểu học, trường mầm non và có cả y tế, khu y tế cộng đồng nữa. Đây ạ, nằm thuộc về cái dãy phía bên trong, đi qua khỏi khu F là sẽ tới trung tâm thương mại này,
rồi khu khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, trường tiểu học và gần với khu Y. Qua khỏi khu Y đó chính là khu vực của trung tâm y tế cộng đồng. Và phía bên trong nó sẽ có một cái công viên lớn khác nữa nha các anh chị. Đó. Thì hiện tại khu Y của mình là vẫn đang trong tiến trình thi công xây dựng, giống như khu B và khu C vừa nãy review cho các anh chị ở đoạn trước. Thì những cái khu đó thì thuộc về nằm ở phía bên trong nên vẫn là đang trong tiến trình thi công. Còn đa phần là mặt ngoài đã hoàn thiện, gần như là hoàn thiện hết rồi ạ. Rồi thì cảm ơn các anh chị đã xem qua video đợt này của Phượng nha. Nếu như thấy video của Phượng cung cấp được những thông tin hữu ích đến với các anh chị thì các anh chị đừng quên đăng ký kênh của Phượng và chia sẻ video của Phượng để cho các nhà đầu tư hay là bạn bè các anh chị đã từng đầu tư về dự án Golden Bay để biết được về thông tin dự án để đầu tư ở tại dự án này nha. Và xin cảm ơn các anh chị đã xem video, và nếu như các anh chị quan tâm, thực sự quan tâm về dự án thì có thể liên hệ đến Phượng theo số điện thoại 0867903868. Đó là số Zalo của Phượng, và một cái số hotline nữa là 0909423000. Để Phượng có thể hỗ trợ các anh chị thông tin chi tiết hơn về vị trí của các nơi đẹp nè, là những cái nơi mà đầu tư hay những cái nơi phù hợp để các anh chị ở, thì hãy liên hệ cho Phượng để Phượng được hỗ trợ các anh chị nhé. Rồi xin cảm ơn các anh chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video đợt sau ạ.